Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiểu Sử, và sau đây là tin Phạm Hương không ngoan hay dạy dỗ khi làm huấn luyện viên được thay. Suốt 3 tháng nay, khán giả màn ảnh nhỏ bàn tán xôn xao về hành trình tìm kiếm quán quân của The Face gương mặt thương hiệu. Người khen kẻ chê có đủ. Qua từng tập The Face lên sóng, muôn hình vạn trạng những bình luận đánh giá về thí sinh và cả bộ ba huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà, Phạm Hương, Lan Khuê. Có ý kiến cho rằng nhờ có The Face mà nữ hoàng thị phi Hà Hồ rộng đường trở lại showbiz. Hoa khôi áo dài Lan Khuê bỗng chốc được khán giả yêu thương vì hình tượng cô tắm hiền lành. Riêng chỉ có Hoa hậu Hàn Phủ Việt Nam 2015, Phạm Hương là chịu nhiều thiệt thòi nhất. Vì không ai khác, chính Phạm Hương đã tự biến mình thành phù thủy, bị khán giả ghét bỏ trong hầu hết 12 tập của chương trình. Bề nổi của câu chuyện là thế, nhưng nếu nhìn nhận dưới góc độ khách quan hơn, chưa chắc rằng Phạm Hương chịu lỗ. Vì khi khép lại cuộc đua lắm thị phi nhiều tranh cãi này, bản thân Phạm Hương được hưởng quá nhiều cái lợi. Nếu không làm huấn luyện viên The Face thì chắc chắn rằng Phạm Hương sẽ không bao giờ có những điều này, không còn mang tiếng giật bộ Hồ Ngọc Hà. Khi The Face mới công bố danh sách chàng huấn luyện viên, Hồ Ngọc Hà, Phạm Hương đã thu hút nhiều sự chú ý vì những tin đồn cho rằng hai người đang trong giai đoạn bằng mặt chẳng bằng lòng. Bởi thời điểm này, cả Phạm Hương lẫn Hồ Ngọc Hà đều chịu nhiều điều tiếng vì giành giật người yêu mà đấu đá nhau gay gắt. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi cư dân mạng phát hiện ra Phạm Hương, Hà Hồ ngoài mặt chị em nhưng chưa bao giờ kết nối với nhau qua Facebook. Kể cả lúc chụp hình để quảng bá cho chương trình, Hà Hồ vẫn có biểu hiện thân thiết với Lan Khuê, đồng thời thờ ơ bỏ lơ Phạm Hương ra mặt. Và lúc này khán giả đã tin rằng Hà Hồ, Phạm Hương thực sự ghét nhau. Vậy nhưng sau 12 tập The Face lên sóng, tin đồn Phạm Hương giật bộ Hà Hồ đã không cánh mà bay. Thay vào hình ảnh ghét bỏ nhau, hai người đẹp liên tiếp có những biểu hiện yêu thương thắm thiết. Khi thì chị nợ em 3 lần, lúc lại chị lỗi Lê Hà cứu Khánh Ngân trả ơn em. Cách Hà Hồ, Phạm Hương đối xử với nhau trong The Face làm khán giả bị xoay 180 độ, giống như kiểu người người nhà nhà có nói gì mặc kệ, quan trọng là chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhau. Vậy là không cần thêm bất cứ lời biện minh nào. Cả tiếng Phạm Hương chen chân giật người yêu Hà Hồ biến mất ngay sau đó. Và đến thời điểm này chẳng ai còn có thể đặt nghi vấn vào tình tay ba giữa Hà Hồ và đại gia Kim Cương Phạm Hương nữa. Nếu không ngồi ghế nóng The Face, có lẽ Phạm Hương sẽ còn tốn nhiều thời gian để làm mất đi tin đồn này, không còn nhằn nhạt giữa dàn hoa hậu. Trong số những cô gái từng đòi phương miện hoa hậu, Phạm Hương có lẽ là người cá tính và mạnh mẽ nhất. Thông qua The Face, cái tôi của Phạm Hương thể hiện rõ. Cô không còn là hoa hậu quốc dân dịu dàng, mềm mỏng, không phải kiểu duyên dáng, yếu điệu, chỉ biết đi sự kiện kiếm tiền. Phạm Hương thực sự lăn xả trên ghế nóng The Face. Cô bất chấp hình tượng, hy sinh cả ấn tượng tốt đẹp mà khán giả dành cho mình. Vì mục đích giành chiến thắng, Phạm Hương sẵn sàng đưa chiến thuật tranh ma. Cô loại toàn bộ thí sinh đội Lan Khuê, tha bổng cho thí sinh đội Hồ Ngọc Hà bằng những cách cực kỳ khó lý giải. Chính Phạm Hương cũng từng thừa nhận chưa bao giờ cô nhận bảo chỉ trích nhiều như The Face, kể cả lúc thi hoa hậu Hoàng Phụ với dáng đi cắt quát mạng xà hay màn chen chân giành vị trí chụp hình cũng không bị ném đá dữ dội đến thế. Nhưng khi đã vào cuộc thi The Face thì không có chỗ cho hoa hậu thân thiện. Phạm Hương bị chê tê tạ, bị dân mạng hạ thấp và chê bai bằng những lời lẽ khó nghe, âu cũng là cái giá phải trả cho canh bạc thắng thua không trọn vẹn này. Ai cũng có thể mắng Phạm Hương, ai cũng có thể chê Phạm Hương vì lý do chuyên môn cô không vững như Lan Khuê và Hòa Hồ. Nhưng có một điều chẳng thể phủ nhận là Phạm Hương đã tạo được sự khác biệt giữa dàn hoa hậu, á hậu ở showbiz đang đông lên từng ngày. Chiếc phương miện hoa hậu quốc dân có thể rơi xuống, song bù lại Phạm Hương được khẳng định cá tính của mình. Cô không phải là nàng hoa hậu nhàn nhạt, chỉ biết cười duyên mỗi khi đi sự kiện. Phạm Hương thực sự là một người đẹp có tham vọng, biết tận dụng lợi thế của mình để trở nên nổi bật. Phạm Hương đánh mất hình tượng hiền lành ở The Face, nhưng thứ cô nhận được lại còn nhiều hơn thế. Danh tiếng tăng cao, cách xê nhảy vọt. Có một điều kỳ lạ luôn xảy ra trong giới giải trí Việt, đó là bất cứ nhân vật nào, sau khi bị chỉ trích sẽ càng gia tăng sức nóng, càng bị chỉ trích thì lại càng được quan tâm. Trường hợp của Phạm Hương ở The Face cũng không có gì khác biệt. Văn hóa chỉ trích của khán giả Việt luôn rất nhẹ nhàng. Ngày hôm nay chê bai thầm tệ, nhưng đến ngày mai thấy nghệ sĩ đó có gì khác biệt, ấy là lại lãng quên như một cơn gió thổi qua tai. Phạm Hương đẹp và quyến rũ, điều này khó lòng mà phủ nhận. Nhưng trước khi đến với The Face, cô cũng chỉ biết làm duy nhất một việc là đi sự kiện, chụp ảnh quảng cáo và lên Facebook đăng sản phẩm quảng cáo cho nhãn hàng. Chiếc ghế nóng The Face giúp cho Phạm Hương thay đổi ấn tượng trong mắt khán giả hoàn toàn. Nhờ đây, nàng hoa hậu có thể làm giám khảo, huấn luyện viên, thậm chí là ca sĩ. Khi những video clip Phạm Hương hát hò, nhảy múa vô tư ở The Face xuất hiện, nàng hoa hậu đã tự nối và danh sách những việc có thể của mình. Ồn ào ở The Face đã làm cho Phạm Hương gia tăng sức nóng, có phải Lan Khuê hay Hà Hồ
Chính Phạm Hương mới là người nâng giá trị của mình lên đáng kể. Lan Khuê được khán giả yêu thương, nhưng so với sức ảnh hưởng vẫn chưa thể bằng Phạm Hương. Dù được thích hay bị ghét, Phạm Hương vẫn là người chiếm ưu thế trong việc phủ sóng ở các mặt báo. Mọi phát ngôn hay hành động loại thí sinh của Phạm Hương là một câu chuyện bi hài cho khán giả bàn luận rôm rã. Danh tiếng tăng cao đồng nghĩa với cát xê thay đổi. Trả lời báo chí về việc có bị các nhãn hàng từ chối vì hình ảnh hoa hậu quốc dân không còn, chính Phạm Hương cũng nhiều lần khẳng định rằng cô không hề bị ảnh hưởng. Bằng chứng là ngay cả trong The Face đang phát sóng, Phạm Hương đã nhận thêm hàng tá hợp đồng quảng cáo, sự kiện từ các thương hiệu đình đám. Kết thúc một cuộc thi, chuyện người thắng kẻ thua xuất hiện là việc quá bình thường. Tuy không đánh bại Hà Hồ trong trận chiến giành ngôi vị quán quân cuối cùng, nhưng Phạm Hương cũng đã khép lại hành trình chinh phục The Face thành công. Dù chặng đường đi đến đích có ồn ào, nhưng chính điều đó đã tạo nên sức hút riêng biệt cho nàng hoa hậu. Vẫn cứ đơn giản, năng động, có phần hơi nghịch ngợm với phần jean rách và áo phong cát sáng ngẫu hứng. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn. Đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.